Thế nhưng mà quốc phòng chưa bao giờ vì thế mà nó mất được cái giá trị về to đến sức mạnh. To đến sức mạnh. Ngày hôm nay chúng ta thấy là hôm trước cái đây khoảng trên dưa gần một tuần thôi là cái ông tổng thư ký của NATO họp ở Mỹ, họp ở Washington, có bốn vẻ phát biểu, nó đặt một câu hỏi là không hiểu tại sao gần như 100% ở châu Phi là rất là ngưỡng mộ nghe, rất là ngưỡng mộ Putin và họ tình nguyện đi theo nghe, nhất là trong bối cảnh cả châu Âu, được cả NATO, cả G7 là tìm một cách trừng phạt và tài chính khác, mà cả một để đen đó, người ta vẫn có thần tượng và ta đi theo một cái trung tâm quyền lực, nó phải là về mặt quân sự. Và ngoài nếu như mà câu chuyện của Ukraine và Nga ngày nay ấy, nếu một cuộc chiến nổ ra giữa một bên Nga và NATO thì việc thua thắng chưa biết thế nào. NATO là cả một tập thể rất nhiều cường quốc có tiềm lực sức mạnh với một bên chủ của Nga thôi, nhưng việc thắng thua chưa chắc đã phân phân chia một cách rõ ràng. Điều này có nghĩa là quốc phòng là một tiêu chí đo đếm sức. Nếu xét về mặt kinh tế, Nga đến ngày hôm nay thì đứng vị trí số khoảng 12, thứ 12 thế giới, không phải là một trung tâm kinh tế hàng đầu. Với Ấn Độ hay với Nhật thì kinh tế Nga không phải là một nền kinh tế lớn. Thế nhưng mà chúng ta hoàn có thể khẳng định Nga là một trong những trung tâm quyền lực lớn nhất thế giới. Nga là một trung tâm quyền lực. Bây giờ nếu đo về tiềm lực sức mạnh của cái quốc gia này thì chúng ta vẫn phải thừa nhận đây là một cái cường quốc, là một trung tâm quyền lực lớn. Và thế giới sẽ định người Nga đang muốn lại, ta muốn tạo dựng ra một trật tự thế giới theo quan điểm của Nga, và nó đang đi theo cái hướng đó. Người Nga có đủ tiềm lực để đòi thế giới phải theo một trật tự như họ muốn, chứ không phải trật tự do Mỹ muốn. Suốt 20-30 năm qua, ông Putin có thể có biết là nếu như Nga bị sửa ép từ năm 91 sau khi sụp đổ, Putin nên là tổng thống năm 2000, và ông ta suốt hai nhiệm kỳ ông ta tích lũy tiềm lực sức mạnh của mình, và sau đó thì phải đến năm 2014 là Nga bắt đầu có những sự phản kháng rất mạnh với Mỹ và Tây Âu, bởi vì bị sửa ép quá lớn rồi. Và đến ngày hôm nay thì nó không thể chịu được rồi, và nó đòi phải vẽ lại, viết lại cái trật tự thế giới. Các tin thế thì rõ ràng câu chuyện này thầy cô phải nói là phạm. Nếu mà chúng ta mà làm phân tích rõ cái này thì khi mà chúng ta hỏi một cái câu mang tính và để bạn ngân bạn băn khoăn một cái ý khó nhất của cái chủ đề này, đó chính là cái một cái yêu cầu của đặt của cái chủ đề này ấy, đó chính là phải yêu cầu là phải vận dụng được những hiểu biết về thế giới sau khi tranh luận để giải thích về thể sự quốc tế. Đây là vấn đề mang tính vận dụng ở trong cuộc sống, và nó rất rất nhiều điều mà chúng ta cần vận dụng để nhìn, vận dụng để giải thích cái vấn đề. Thế đây là một vấn đề giải thích. Nếu như bây giờ này đặt ra một câu hỏi là vậy thì muốn là một cực như thế giới là cực này thì các quốc gia phải làm gì, thì cứ bám vào tiêu chí này mà làm thôi. Nếu như một bài viết luận, một câu hỏi mang tính như vậy, thì trong tương lai Việt Nam có là một cực trong thế giới là cực không, và muốn làm một cực thì phải làm gì, thì rõ ràng chúng ta phải có tiêu chí đưa để tạo ra một sức mạnh thì học sinh nó bám vào nó. Ồ, thì Việt Nam muốn trở thành một cực thì phải thứ nhất, thứ hai, thứ ba, nó bám vào tiêu chí này. Tức là chúng ta cho các em một công cụ, cho các em một cái tiêu chí để từ đó mà các em vận dụng vào trong để giải thích, để giải thích những vấn đề của thật sự thế giới đó. Thì đấy là cái điểm số 2, là điểm số 3 về mặt quốc phòng không thể thiếu, đúng không ạ? Điểm số 4 cũng không thể thiếu, đó là bàn về cái vị thế và tầm ảnh hưởng của quốc gia đó ra bên ngoài. Chúng ta không thể không bàn về cái vị thế về mặt chính trị, về mặt đối ngoại, đặc biệt là cái vị thế của một quốc gia ra bên ngoài, giống như câu chuyện của Nga mà tôi vừa nói, ảnh hưởng sang châu Phi, hay là ảnh hưởng sang những vùng khác của thế giới này, vân vân. Ngoài ra thì cũng đã không kể đến những vấn đề về mặt dân số, về mặt diện tích, về mặt khoáng sản. Câu chuyện dầu mỏ ta thấy rất là rõ, mặc dù nó không phải hàng đầu giống như trong trước đây. Thầy có biết là Anh từng là một cường quốc hàng đầu thế giới vào thế kỷ 18, bởi vì ngày đó người ta cũng nhìn tiêu chí về mặt đất rộng, người đông, nhiều khoáng sản là đo đếm sức mạnh, cho nên là người Anh
thuộc địa khắp toàn toàn cầu, mặt trời không bao giờ lạnh, cho đến là cái hạm gọi là sở hữu về mặt khoáng sản là hệ thống điện, cho đến là cái hạm đội hải quân. Trước đây thì hải quân nó là một sức, là một cái gì nó đếm sức mạnh của thế kỷ 17, 18, thì Anh vì thế mà đã làm chủ được thế giới, đứng đầu thế giới. Thì ngày hôm nay nó không phải là hàng đầu về mặt diện tích, về mặt khoáng sản, nhưng nó không phải là không còn giá trị, nó vẫn cứ làm những nhân tố để tạo nên cái tiềm lực sức mạnh của một quốc gia. Chúng ta có đủ minh chứng để chỉ ra điều đó, vân vân. Thế cho nên là ít nhất là khi mà các thầy cô giải thích và làm rõ cái gọi là cái tiềm lực sức mạnh, khi mà chúng ta lý giải là Mỹ thế này, Trung Quốc thế kia, Nga rồi Nhật rồi Ấn Độ rồi là rất nhiều nước như thế, thì cái khái niệm trung tâm chúng ta phải giải thích ở đấy, thì chúng ta đưa ra 4 năm tiêu chí để từ đó mà suy ra ở với tiêu chí đấy thì thế giới ngày hôm nay nó không phải là có một cực như Mỹ, không phải có hai cực với Trung Quốc, mà đang rất nhiều cực lớn nhỏ, nó đang ngày càng định hình rõ nét. Và ngày hôm nay có thể là Mỹ đứng đầu Trung Quốc số 2, nhưng 10 năm sau có thể là Trung Quốc vươn số 1 và Mỹ số 2, và biết đâu là nó sẽ là vươn lên cái top 2. Không ai biết được điều này. Và mới cách đây một tuần thôi, ông thủ tướng Ấn Độ sang ôm hôn với lại Putin, nằm ở Mỹ nó rất là bực mình. Nhưng Ấn Độ nó ngán gì đâu, Ấn Độ nó ngán gì đâu. Các thầy cô biết là cách đây hơn 10 năm, hơn 10 năm, năm 2007 cho đến năm 2011, khi mà thời điểm mà tôi học ở bên bên Pháp, ngày đó thì bàn về hệ quốc tế, bàn về tiềm lực sức mạnh các nước, trong con mắt của rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử chính trị ngoại giao của phương Tây ấy, người ta vẫn cứ nhìn nhận là Ấn Độ là một cái cường quốc rất là tiềm năng, và rất là có nhiều cái bí ẩn có thể nó sẽ vươn lên thành một cái cường quốc rất là mạnh của thế kỷ 21. Đó, thì tất cả câu chuyện này chúng ta đi giải thích một cái biểu hiện rất quan trọng của thế giới đa cực, đó chính là sự hình thành và định hình các trung tâm quyền lực. Nó không phải là một, không phải là hai, mà là đa. Đó, thì tôi nghĩ rằng đấy là một khái niệm trung tâm rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm rõ cái bài này. Đấy là cái điểm số 1. Cái điểm số 2, cái điểm số 2 thì Ngân thị trình bày khá mở nhỉ, và nó là một cái thứ rất mới nếu như đặt trong sự so sánh với hai cực trước đây. Hai cực trước đây đó chính là trong cái thế giới đa cực này ấy, là nó xuất hiện rất nhiều các cái gọi là tổ chức liên kết, tổ chức kinh tế liên kết nhiều quốc gia, và cái tầm ảnh hưởng của những tổ chức liên kết đấy với thế giới là rất lớn, là rất lớn. Thì cái điểm này tôi nghĩ là một trong những thứ hay nhất của cái bài này là chúng ta phải làm cái điểm này. Thế giới chúng ta đang đòi hỏi giải thích những vấn đề của thế giới nhé. Thì đây những vấn đề nó đang định hình và đang diễn ra ngày càng rõ nét. Nhiều thứ nó đã có, nhiều thứ nó đang có, và nó sẽ ngày càng rõ nét hơn. Thế thì tôi muốn 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 chia sẻ với thầy cô làm rõ ở một cái biểu hiện số 2, nếu trình bày về cái gì biểu hiện đó, đó chính là sự xuất hiện, sự định hình sự có cái tổ chức liên kết kinh tế, tài chính, khu vực và thế giới. Và nói đến cái biểu hiện này thì không thể không nói đến trước hết là nó G7. Xưa nay các thầy cô biết là chúng ta hay bàn về G7, G20, trước đây là có G8. G8 là G7 cộng 1 cộng với Nga. Nhưng mà sau câu chuyện của mâu thuẫn từ năm 2008 thì bạn G7 bạn gạt Nga ra, không có chơi với Nga nữa. Cho nên bây giờ người ta không có chơi có nhóm G8 nữa, hay là G7 cộng 1 nữa, mà chỗ G7 rồi. 7 nền công nghiệp lớn nhất thế giới. Và trong 7 nền công nghiệp này chúng ta thấy là không có Trung Quốc, không có Nga, không có Ấn Độ. Nó là những gọi là tiêu chí để xếp một nước là một nước công nghiệp, thì nó phải có những tiêu chí về mặt tỷ trọng phát triển kinh tế công nghiệp, rồi nông nghiệp, rồi là dịch vụ. Thì 7 cái nhóm bước đầu các thầy cô biết là đọc tên là đã sửng sốt rồi, là Mỹ, Canada, 2 nước ở châu Âu, Nhật Bản ở châu Á, và 4 nước ở châu Âu, và những nền công nghiệp là chất lượng mọi thứ đều là hàng đầu của thế giới. Và mấy cái bạn này mà bạn ấy mà
mà ra một cái quyết sách gì đó lại ảnh hưởng nó rất lớn, nhất là mấy câu chuyện vừa rồi thầy cũng thấy là liên quan đến việc họ đối đầu với Nga, đối đầu với Trung Quốc, và họ những người có những quyết sách là cái tầm ảnh hưởng nó làm chao đảo thế giới, mà nhìn chung là nó cái tầm ảnh hưởng nó rất là quan trọng, rất là quan trọng, nhất là những cái cường quốc nó lại bắt tay với nhau và nó chi phối những cái vấn đề của toàn cầu. Điều này thì có thể cô thấy là trong cái trật tự hai cực trước đây nó không có, nó không có cái biểu hiện đó, và bây giờ cái biểu hiện này nó càng ngày càng rõ đó. Bên cạnh đó thì có thể cũng biết là vậy thì đâu ai tổ chức nào nó sẽ là một đối trọng G7, giống như là chúng ta bàn về trước đây là hai cực Xô Mỹ, rồi là chúng ta bàn về các cái trung tâm quyền lực thì nào là Mỹ, nào là Trung Quốc, nào là Nga. Thì bây giờ là riêng cái bảng này nó cũng có sự liên kết của cường quốc lại với nhau và đối chọi với G7. Các ta cũng biết là trong những ngày năm vừa qua thì người ta hay rất bàn về cái nhóm gọi là nhóm BRICS, nhóm những nền kinh tế mới nổi. Cái nhóm này giống như các thầy cô phân tích và tìm hiểu ra, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ là một đối trọng của G7, đối trọng rất lớn trên nhiều phương diện, trên nhiều phương diện. Các thầy cô tìm hiểu về những cái thành phần ban đầu là năm nước, các thầy cô nhìn năm nước này nó không phải công nghiệp nhưng mà nó hơn hẳn mấy nước công nghiệp nhiều tiêu chí. Ví dụ như là mấy cái bạn này ấy, bạn Trung Quốc này, bạn Nga này, bạn Ấn Độ này, bạn Nam Phi hay là các bạn Brazil của Nam Mỹ đều là những nước rất là đông dân, rất là rộng lớn, rất giàu tài nguyên, rất năng động, rất năng động, và chỉ có thể có cái nhóm này thì mới đối trọng được cái bạn nhóm G7 kia. Và năm 24 các bạn thì các thầy cô biết là quyết định kết nạp thêm 5 nước, và 5 nước bạn này cũng toàn những loại sừng sỏ phát triển mới, như là câu chuyện của Ả Rập, câu chuyện của Arab, câu chuyện của Ai Cập vân vân. Iran là những nước mà có những tiềm lực sức mạnh trên nhiều phương diện, và bây giờ là 15 nước là đang xếp hàng là đăng ký tham gia vào cái diễn đàn này. Và trong tương lai thì BRICS có thể hướng đến những cái mục tiêu rất lớn, ví dụ như là người ta sẽ không dùng tiền đô la để làm cái mệnh giá để trao đổi hàng hóa quốc tế, mà nó sẽ có một đồng tiền riêng, có ngân hàng riêng, có cái thước đo riêng của nó để đối trọng với lại cái nhóm bên kia. Thì rõ ràng là những sự liên kết này nó đang tạo ra những cái tầm ảnh hưởng rất lớn đối với lại những cái các cái trung tâm quyền lực truyền thống đó. Ngoài ra có rất nhiều diễn đàn khác phải có biết, như là APEC, như là ASEAN, rất nhiều những tổ chức ASEM, nó đều tạo ra những cái một cái biểu hiện rất mới của thế giới cực đó, những sự liên xu thế liên kết hợp tác là nó hoặc là tầm ảnh hưởng về kinh tế tài chính của khu vực và toàn cầu. Thì đây là một cái biểu hiện rất đặc trưng riêng của đa cực, và ngày càng nó diễn biến này, mà cái này thì trong cái thế giới đa cực nó đang đang có những cái biểu hiện rất rõ. Ví dụ như là các thầy cô thấy là nhìn ở góc độ của riêng Việt Nam thì tập đoàn Vingroup nó sẽ có tiềm lực hơn rất nhiều tỉnh, rất nhiều tỉnh. Tầm ảnh hưởng về mặt kinh tế, về mặt chính trị, sự can thiệp nó về đời sống chính trị quốc gia sẽ lớn hơn nhiều tỉnh, và mở rộng ra ở tầm quốc tế, nhiều công ty xuyên quốc gia nó sẽ lớn hơn một đất nước, nó sẽ có tầm ảnh hưởng ra bên ngoài hơn là một quốc gia, và những cái hình ảnh của những công ty gọi là xuyên quốc gia ấy, và sự can thiệp của nó không chỉ là về mặt kinh tế, về mặt tài chính, về mặt khoa học, mà nó còn can thiệp về mặt chính trị, mặt ngoại giao không nhỏ đối với những cái sự phát triển chung của thế giới. Thế thì một một trong những biểu hiện của một cái thế giới đa cực này đó là tầm ảnh hưởng, sự ảnh hưởng, sự tham gia vào đời sống chính trị thế giới của các cái tập đoàn, các công ty xuyên quốc gia này. Và người ta nếu mà phân tích về mặt nhân lực, nếu phân tích về mặt tài chính, nếu phân tích về tầm ảnh hưởng của mấy cái bạn này thì so với nhiều quốc gia nó rất lớn, rất lớn, thậm chí còn liên kết lại với nhau, hợp tác với nhau để tạo ra những gọi là tập đoàn khổng lồ. Khổng lồ. Thì đây cũng là một cái tiêu chí mà rất quan trọng cho một cái thế giới đa cực, cho một trật tự đa cực.
Đó, đấy là một số cái biểu hiện, cái biểu hiện trên cái gọi là quan điểm tiếp cận của bạn Ngân, thì tôi có mở rộng và có chia sẻ thêm những cái nội dung này để các thầy cô có thể thấy rõ hơn. Ở đây thì tôi có đưa ra một cái câu hỏi, một cái câu hỏi tình huống để chúng ta mở rộng, và có thể là chúng ta sẽ phải phải gọi là phải có thể là đến buổi tối mai tôi sẽ nói về học sinh giỏi, môn học sinh giỏi, và một trong những cái nội dung của học sinh giỏi trong xu thế ngày nay đó chính là chúng ta đưa ra loại tư liệu. Nếu thi tốt nghiệp thì tư liệu thì là hỏi đúng sai, nhưng học sinh giỏi thì tư liệu để chúng ta sẽ hỏi rất nhiều thứ, sẽ có loại tư liệu này đó. Thế thì trên màn hình chỉ là một đoạn tư liệu để chúng ta có thể là hình dung, các bạn chính là vấn đấy bạn 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 Ngân cũng dùng, và cái này chúng tôi cũng đưa vào sách khoa. Và cái đoạn tư liệu phải nói về cái biểu hiện của cái tiêu chí và mặt xu thế của thế giới, cũng như là ở đây thì Ngân thì khai thác nó là đoạn tư liệu này phản ánh xu thế gì, thì Ngân cũng khẳng định đó là xu thế phát triển kinh tế ở trung tâm. Nhưng với đoạn đoạn tư liệu này chúng ta có thể ở góc độ khác. Căn cứ lại tư liệu này anh chị hoặc là vào tiêu chí những nội dung để đưa một đất nước trở thành một cái trung tâm quyền lực, thì giống như tôi vừa tích thì trong đoạn tư liệu này người ta nhắc đến là sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia quyết định bởi sức mạnh tổng hợp. Thì cái sức mạnh tổng hợp này nó chính là trùng trùng với một cái gọi là trung tâm quyền lực, đúng không ạ? Mà chủ yếu là kinh tế và khoa học cả. Đây là hai, đây gọi là chủ yếu thôi, còn ngoài ra thì nó gồm những cái khác. Thì với cái đoạn tư liệu này cũng thấy cô thấy là cơ sở để chúng ta mở rộng ra một cái khái niệm mang tính chất trung tâm của bài, đó là trung tâm quyền lực hay là sức mạnh tổng hợp của một quốc gia để nó tạo ra một cái cực trong thế giới đa cực đó. Thì đấy là rồi thì cũng là cái nội dung của cái bài số 3, là số 3. Sau đây Huyền là xin phép cô Thu và các thầy cô chúng ta nghỉ giải lao một chút nhỉ. Dạ vâng ạ, cảm ơn. Vâng, thầy Ninh ạ, đang định nhắc thầy đấy ạ, thì thầy hôm nay lại thầy để hơi mệt nữa. Vâng ạ, cảm ơn thầy Ninh, xin mời các thầy cô và thầy Ninh sẽ nghỉ 10 phút ạ. Chúng ta nghỉ 10 phút được không Vâng. ạ? Vâng, dạ vâng Vâng, ạ, thầy vâng. cô Nguyễn. Vâng. Dạ vâng ạ, 10 phút nữa thì Dạ mời các vâng thầy cô. ạ. Dạ vâng, cảm ơn các thầy cô ạ, cảm ơn thầy Ninh.